Alo, xin chào cô chú anh chị nha. Cuối giờ là chị dọn dẹp mộ cho cậu, để mấy cái bình, cái đèn cày đồ vô. Ở bên kia sắp nước và bắt đầu thay nước bông cô chú anh chị. Tưới cho nó mát cái mộ nha, đi nó sạch sẽ nữa. Một ngày rất là nóng cô chú anh chị, chiều bắt đầu nó mát cái nhiệt cái xuống. Hương Giang yên tĩnh. Giờ còn có mình Hương Trần. Có Hân Trần mà không gian yên tĩnh dạ. Em đâu có dám nói gì nữa đâu chị. Dạ, yên tĩnh đó. Em rất là thích không gian yên tĩnh vậy. Tại vì tụi nó la lớn quá, em mới la lớn lên nè, em át cái tiếng nói chứ bình thường em la làm gì. Ông là người khởi xướng không đó. Trời ơi, chị nghĩ sao em thấy tiếng đó. Ai cũng thích cà khịa Hân Trần. Nói chung Hân Trần không có đẹp nhưng mà cũng độc. Vậy luôn à, em có độc không chị? Đèn quá trời cây. Ê, cái cây này lá đẹp quá ha. Cây này như kêu bằng lá phát tài không ta? Ngoài cây này cái gì á? Không đẹp đấy luôn á. Mà cây này nó cũng lớn lắm nè. Lúc trước nhà Hân Trần cũng có trồng mấy cây này. Đem đèn cày lên thắp cho cậu nhờ chị Tư không mày? Dẫn mày chị Tư thấy thường xuyên cái mộ đó. Đây công việc âm thầm, âm thầm này. Không cần gì hết, chỉ cần âm thầm lặng lẽ. Chừng nào chị Tư về em mới về, em mới yên tâm đúng không mình? Đây cái này là cái đèn gì vậy chị Di? Cái này có mấy cái chày nơi thuốc khuẩn rồi ha. Vậy chứ lúc trước mà còn cái rạp á thì cũng còn dọn dẹp cũng nhiều, mà bây giờ để cái rạp ra thì bụi nó nhiều hơn. Bởi vì phải lau dọn đồ cũng nhiều. Mọi người mà đến đây mà thấy sạch sẽ đẹp đẽ thì vậy là cũng nhờ công của chị Tư với lại Nhi á mọi người. Nói chung là mỗi người mỗi tay mỗi chân làm. Thì nãy để cũng có chia sẻ. Hồi nãy cũng có coi vô tình một cái clip thì quay cái bạn YouTuber đó quay thì cũng có nói một câu nói thì thấy cũng không có đúng. Thì trong cái lúc mà chuyển mấy cái chậu hoa hồi trưa đó thì cái quay xong rồi cái nói ý là nói mấy anh em đi không có phụ mà la giống như cái chợ để giật tích câu view. Trời. Thì mình thấy cái điều đó không đúng. Ở đây là theo như mình là một người khán giả mình xem á, mình thấy là tất cả anh em đến đây thì không phụ nhiều cũng phụ ít, hoặc nếu như mà không phụ thì cũng quay những cái hình ảnh đó lên chia sẻ cho mọi người xem, thì cái việc làm nào nó cũng tốt hết. Mình không thể nào mà mình cầm cái máy mà mình bấm lên, mình cũng đi làm nghề để kiếm tiền, và người khác người ta đi làm cái nghề người ta cũng giống như mình, thì không có cái việc gì mà mình cầm cái máy mà mình lên mình nói thế là mình thấy là không có đúng. Ở đây mình quan sát mình thấy là anh em nào
không phụ nhiều cũng phụ ít. Mà ví dụ như không phụ trong cái lúc nào đó, có thể là khi mà người ta trong cái lúc phụ người ta không có quay thì sao? Giống như ở đây có một số anh chị ở đây tới nè, có bao giờ người ta quay đâu. Người ta tới một cái công việc thầm lặng, không bao giờ kể công, đã giúp cậu, đã lao phụ dọn mộ cho cậu, hoặc làm bất kỳ một cái việc gì ở tại mộ cậu là không nên kể công và không được kể công. Đó là cái điều mà tối kỵ, tại vì anh em đã đi làm nghề mà, đúng không? Mình đã làm nghề, mình quay hình ảnh đến với lại người hâm mộ xem, đồng thời mình cũng kiếm được cái thu nhập. Tại sao mình lại nói xấu cái anh em khác là như vậy, đúng không? Mình nói là mấy anh em khác quay giống như cái chợ để giật tích câu view, có một cái chuyện như vậy, làm giống như nhà cháy gì đó. Đó là cái câu nói không đúng. Sẵn qua clip này mình chỉnh tới cái bạn YouTuber đó luôn. Đó. Thì cái bạn YouTuber này chỉnh nhiều lần. Chỉnh rất nhiều lần rồi, đúng nhưng không? Nhưng mà cái tật vậy tật à, quen à. Ở cái tật quen vậy hay muốn bôi người khác rồi kiểu như là lên mặt dạy đời rồi đó. Ừ. Tánh thật sự xấu mà Hân Trần cũng post nhiều cái clip lên thì cũng thấy la làng là cũng la ảnh dữ lắm, mà ảnh tánh nào ảnh chừng nấy à, giống như cái tánh tình khó chữa. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Ừ. Ồ, nói góp ý cũng có mà nói cũng có mà cái đó là không nên thấy, cái đó là bạn đó làm thì bạn cứ hay thể hiện á, gọi là cái thể hiện đến cái đám đông, thí dụ như anh em mà quay nói chuyện vô cái bắt đầu nói này nói kia anh em, rồi xong rồi cứ bôi anh em. Rồi như cái chợ, thí dụ như bây giờ đứng sát bên mộ cậu á thì cũng nói là như cái chợ đi. Rồi bây giờ đi ra ngoài tí xíu rồi cũng nói như cái chợ cách xa mộ cậu thế này kia, thì anh em người tiếng nói thì nó phải ồn rồi. Ổng cũng nói mà ổng cũng quay chứ không phải là ổng không quay. Bây giờ ổng không quay á. Ừ. Mà ổng nói anh em ồn quá hay gì. Ổng quay cái tự nhiên ổng lên ngay lúc đó ổng đi phốt. Không, người vậy, vậy là không vậy có nè. Tốt đâu, tôi nói thiệt mấy người vậy không có tốt. Bây giờ tôi nói vậy nè, nếu mà bạn đó tốt thật sự á, bạn đó quay á, bạn đừng có bật cái quảng cáo kiếm tiền. Đó là bạn mới tốt thật sự. Còn nay bạn quay bạn bật quảng cáo để kiếm tiền thì bây giờ bạn có làm thì bạn cũng âm thầm bạn làm. Còn cái chuyện người ta làm như thế nào đó là cái chuyện của người ta. Bạn không có cái quyền mà bạn quay xong rồi đã bạn chĩa cái máy vô người ta. Bạn đi nói xấu. Nói xấu. Mấy người vậy là thật sự không được, cái đó chơi không được. Mấy không tốt đâu, người không tốt đâu, thật sự. Rồi khách cũng vô miếng rồi, thôi gửi lời ảnh vậy. Nói chung là giang sơn dễ đổi, bản tánh khó vời cô chú anh chị. Cũng góp ý hoài mà cũng vậy. Mỗi người mỗi công việc, mỗi người thế này thế kia, mỗi người mỗi bản tánh, không có ai giống ai được hết á. Xuống đi em đỡ còn mấy ông phụ năm nay lên đó. Đường xuống tới là cái mâm này đi luôn. Phải hả? Đi chuyện gì hả? Cảm ơn cô ở gần đây hả cô ha? Ở Dầu Tiếng nè. Dầu Tiếng hả? Ừ, cũng vô xa lắm, từ đây Dầu Tiếng qua 30-40 cây á, chúng người ở đâu. Qua mạnh nói chuyện con. Ở chị cứ làm đi. Chị Thư. Cô cũng về à. Rồi, họ qua mạnh nói tiếp cái câu chuyện mọi người ơi. Cô cũng về rồi. Rồi à. Thì thật tình mà nói là cứ góp ý anh hoài mà anh cứ dạy hoài. Tôi cũng không hiểu sao nữa. Anh hay thích bôi người khác lắm hay gì vậy ta. Nói chung là mình làm vậy là mình tự quỷ mình á. Tại vì cái người xem người ta thông minh lắm, người ta xem người ta hiểu. Mình làm gì đó mình đừng có hạ người khác xuống, mà để nâng cái quan điểm của mình lên, để mà đưa mình lên. Là cái điều đó là mình chơi xấu người khác. Mà hay chơi xấu liên tục luôn vậy. Rồi xong rồi á, lúc mà trước boss là mọi người bữa nè, giống như bữa đám trăm ngày đó, tự nhiên cái ảnh đâu anh quay vòng vòng ở ngoài á,
thì cái đám đông nhiều lúc nó đông quá đi thì rồi lúc có thể là người ta dẫm đạp không có cố ý, kiểu như quá đông đi thì có gì mình nhắc nhở nó đi. Anh cũng quay ngoài rồi cũng làm rần rần lên, tạo giống như anh tạo một cái biến vậy đó. Thì anh nói người khác là giống như cũng tự vả nó vô mình. Anh cũng chính vì những cái cơ hội đó cho nên là anh mới có cái cơ hội anh câu like, anh giật cái tiêu đề lên. Ví dụ như là những cái bà lên đồng lên bóng hoặc là tới đây nói này nói kia thì anh cũng quay với anh cũng quay. Anh nói ví dụ là anh không có quay nếu mà vậy nè hơn chừng mới nãy ví dụ như bạn đừng có quay, ví dụ bạn thấy một cái người lên đồng bạn quay xong rồi bạn vô bộ bạn bóc phốt cái bà lên đồng đó, chẳng thà bạn đừng có quay, bạn mời cô ra ngoài bạn vậy bạn mình mới nể đúng không? Đúng rồi. Bạn cũng câu view câu like, nói chung là cũng là câu view câu like, nhưng mà mình câu sao mình cho nó khán nó giả hợp lý, xem nó hợp lý chứ mà mình cũng là như vậy mà lại mình đi lại mình kiếm chuyện với mấy đồng nghiệp của mình đúng không, vậy là không được. Mà bây giờ nói chung là nói thì giống như nước đổ lá bồn, nước đổ đầu dịch vậy. Nói cũng không nghe đâu ông nội ơi. Cái ông nội đó tôi biết lắm rồi. Tôi rành ổng 6 câu, tôi chỉnh ổng bao nhiêu lần mà có thấy lần nào được đâu. Thì ở đây có con ong hay gì kìa. Quan trọng là có con bướm cậu về không chứ ông đâu có liên quan gì đâu. Tới đây nhiều lúc người ta lạ mình ta còn không muốn quậy luôn á, mà không bao giờ ta đâu có tỏ vẻ ra gì làm gì chi, mà cái bạn đó thấy là toàn là thích thể hiện không à, làm gì đâu có được. Anh em đi làm nghề với nhau con hay thích tỏ vẻ phải không, làm nghề với nhau thì cũng phải là nương nhau, mọi người thì ai cũng đi kiếm cơm kiếm gạo. Khi mà tắt mạng wifi với 4G xuống á, thì mới biết thôi. Có wifi với 4G thì lúc nào cũng thích thể hiện á, vậy đó, mạng mà. Bình thường thấy anh dễ thương lắm nha. Mà khi anh quay phim ông hùng hổ như là hổ báo nữa. Thì anh làm vậy cho khán giả người ta chú ý cho với mình. Cái Mạnh Thường Quân chú ý. Mạnh Thường Quân chú ý. Thường ảnh là giống như ảnh là thế này kia. Giống như là ảnh lăn xăng, ảnh làm này làm kia. Thì cũng có cái lợi Mạnh Thường Quân người ta chú ý. Đó, thì nó thực tế là nó vậy thôi. Mình nói thật, sự thật mất lòng. Nhưng mà mạng xã hội là nó vậy đó. Nếu mà cái người thật sự không bao giờ người ta nói điều bộ giống như như cái bạn đó. Đúng không? Người ta làm việc âm thầm. Chứ đừng có lên nói tỏ vẻ này kia là bạn nó không có đúng. YouTube thì cũng có người này người kia. Nhưng mà mình làm như vậy là mình tự mình bôi bác mình. Cũng nhờ cậu mà mấy anh em cũng có cái công việc làm mỗi ngày đó. Đúng rồi, đúng, mình phải trân trọng cái điều đó chứ. Nhờ cậu với là nhờ mà Mạnh Thường Quân yêu mến cậu, khán giả yêu mến cậu rồi mới sắm sửa cái này cái kia rồi quay cho khán giả xem coi. Đúng rồi. Rồi khi mà quay xem mọi người quan tâm chú ý mới được cái lượt view. Đúng rồi. Thì YouTube mới trả cái tiền quảng cáo đó, nó là như vậy á cô chú anh chị ơi. Chứ thực tình nói là ai làm YouTube thì cũng muốn cái lượt view cao hết để có cái lượt quảng cáo thì mới kiếm tiền được. Còn nếu mà quay YouTube thực sự mà nói, Hương Trần cũng nói thẳng luôn, nếu mà quay cậu đi đúng không, mà không có cái view nào hết, không có ai thèm xem, không ai đúng không, đảm bảo là không ai bu vào mà quay đâu. Thực sự nói cuộc sống nó là vậy, sự thật thì nó hơi mất lòng tí xíu, nhưng mà rõ ràng nó là như vậy đó cô chú anh chị. Giống như là quay một cái biến nào đó hay là một cái sự kiện nào đó, người hâm mộ quan tâm thì là YouTube sẽ đổ vô quay đó. Rồi khi mà cái gì nó cũng đến rồi nó đi, một mai thì nói chung là không phải nói cậu đâu, nhưng mà cậu thì có thể là sống trong lòng người hâm mộ mãi mãi rồi đó, nhưng mà cái gì nó cũng sẽ đến nó đi, nó có ít nổi lại cô chú anh chị đó. Thì YouTube cũng phải tìm một cái khác để quay, chứ không phải là quay cậu đây hoài mãi mãi là được cô chú anh chị ơi. Tại vì cuộc sống nó luôn luôn thay đổi, nó theo cái dạng biến thiên, lúc dày lúc khác, rồi nó theo cái hình sin, lúc tăng trưởng lúc hạ xuống, đất đai hay nhà cửa gì cũng thấy nó theo cái chu kỳ.
thì cũng hy vọng là mọi người coi cái clip này, là khi ảnh coi được cái clip này thì ảnh cũng chứng chỉnh lại. Hôm bữa thằng Trần cũng chỉnh anh mấy lần rồi đó, thấy nhiều lần rồi mà tới giờ cũng không sửa được, không sửa được đâu, là như quen cái tính hay sao. Ông bà có cái cầu gì không, ta không chịu mi thì mi phải chịu ta thôi. Rồi bây giờ thí dụ ảnh vậy cũng phải chịu ảnh vậy thôi, giờ sao giờ. Nói năng sửa đổi còn không à. Mình nhiều người thì bực bội bức tức tối, không có thì bụp lưỡng nhau. Riêng Hương Trần thì không có, chỉ lên tiếng nói thôi. Còn nếu mà ảnh bụp Hương Trần thì Hương Trần trốn. Ok, ai quýnh thì chạy thôi. Em nói gì đúng không chị Tư? Trời ơi. Tư là hiền rồi. Ừ, không nói làm suốt. Chứ là chị Lon vậy phải không? Còn chị Lon. Chị Lon đi làm thứ bảy chủ nhật cũng lên lắm á. Mấy chị cũng nhờ Lon công sức của mấy chị chứ không có giỡn đâu. Mấy chị đó là người thầm lặng nè. Thầm lặng á. Là nhiều lúc người ta làm ta cũng không muốn PR, ta cũng không muốn quảng cáo. Nhiều khi bỏ chồng bỏ con lên đây phụ, cũng nhiều khi cũng bị chửi. Nhưng mà thôi, chửi là bỏ ngoài tay mấy chị cũng chửi. Mình có tiền á, mình bị chửi á thì cũng được, có thể là nhiều lúc mình chửi nhiều mà mình còn có tiền. Còn mấy chị chửi cũng tội nghiệp mấy chị, tại vì thương cậu mày mới lên đây. Chứ đâu có lợi lộc gì đâu, đâu có chục lợi gì cho mình đâu. Không, ý là em nói là ví dụ như chị bỏ ở nhà đó, không có lo cơm nước rồi đó, là gọi như bỏ chồng bỏ con rồi đó, ví dụ vậy đó. Lên đây là lo lắng cho cậu. Rồi clip cũng đã dài rồi. Hương Trần cũng kết thúc clip ở đây. Hồi nãy Hương Trần cũng có thắp nhang rồi mồi thú cho cậu rồi. Thì cuối giờ là thắp nến cho cậu nè. Rồi cái gì đó là chị ở đây á, nhiều người muốn làm lắm chứ không phải riêng mình Hương Trần, thì ai làm sao cũng được cái nó. Chị còn để ba cây nhang ở bên kia chuẩn bị thắp cho cậu nữa đó. Thắp nến xong rồi. Mọi người ơi, nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho anh Trần. Cái đây là điều cuối cùng anh Trần muốn nói với mọi người. Rồi, kết thúc clip.